Mai xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Cả nhà ơi, thì hiện nay Nguyệt Mai với anh xã Nguyệt Mai đang có mặt ở cửa hàng xe. Thì hôm nay theo lịch là đến ngày bảo dưỡng xe này cả nhà. Thì anh xã Nguyệt Mai mới rủ Nguyệt Mai đi chung ngồi đợi cho nó đỡ buồn á. Thì Nguyệt Mai cũng xin ghi lại video này chia sẻ với cả nhà xem thư giãn nha. Nguyệt Mai xin mời cả nhà cùng theo dõi video của Nguyệt Mai nha. Cả nhà ơi, thì nãy giờ thì Nguyệt Mai cũng với anh xã Nguyệt Mai cũng bảo dưỡng xe rồi cả nhà. Thì nãy giờ xe của Nguyệt Mai thì bảo dưỡng một cái gói đó là 2,5 triệu. Với lại bên nhân viên họ kiểm tra thấy là cái bình của xe Nguyệt Mai sắp hết rồi, cho nên là cũng thay cái bình luôn đó cả nhà, thêm 1,5 triệu nữa là tất cả là 4,030,000. Lần này Nguyệt Mai tốn mất 4,030,000 đó cả nhà. Bây giờ thôi, bảo dưỡng xe xong rồi Nguyệt Mai sẽ đi dạo một vòng thành phố Bà Rịa luôn nha cả nhà nha. Mời cô chú chị và các bạn cùng tham quan thành phố Bà Rịa buổi chiều như thế nào nha cả nhà. Lúc đầu là anh xã Nguyệt Mai nói là cái gói này có 2,5 triệu thôi. Mai cầm theo 5 triệu, cầm theo 4,5 triệu, và bây giờ phát sinh ra hết 4 triệu, còn có 500,000. 500,000 ăn được món gì ạ? Anh nói bụng chưa? Chưa đúng không? Chưa. Trước khi đi là ở nhà anh xã Nguyệt Mai ăn cơm với lại thịt heo giả cầy rồi cả nhà, giờ mới đi. Còn Nguyệt Mai là chưa có ăn cái gì. Lúc bắt đầu đi là 2:30 là anh xã Nguyệt Mai có ăn cơm. Cái vòng xe, vòng bụng bên này nó nhiều xe quá cả nhà ơi, cho nên là buổi chiều hơi đông chút, nên là bây giờ anh xã Nguyệt Mai chưa có đói bụng, mà bây giờ Nguyệt Mai cũng đã đói bụng rồi. Ăn gì vậy anh? Hay ăn là cái gì à? Ăn món hay cái gì à? Cái gì anh? Long Điền anh? Bánh hỏi Long Điền. Hỏi Long Điền không? Yeah. Hôm nay Mai mời cả nhà cùng với Nguyệt Mai đi ăn món bánh hỏi Long Điền nha. Đây, buổi chiều thứ năm cả nhà. Đây. You know kìa anh. Hồi nốt kìa anh. Hồi nãy định đem theo 5 triệu là 2,5 triệu là cũng còn được 2 triệu mấy, mình đi shopping vòng vòng được rồi cả nhà. Bây giờ phát sinh ra còn có 500,000 nè. 500,000 thì đi ăn bánh hỏi Long Điền thôi. Chứ đâu có dám đi shopping gì nữa đâu. Hợp lý. Hợp lý không? Hợp lý. Tại Nguyệt Mai nói gì chứ cả nhà ơi, bây giờ mua sắm tiện lắm cả nhà, mình đâu cần đem tiền mặt theo đâu, vô thanh toán quẹt thẻ cái là xong thôi. Đúng không nè? Hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý. Quan trọng là trong thẻ có tiền không thôi cả nhà, chứ bây giờ đi mua sắm là cứ quẹt thẻ vô đó, quẹt thẻ cần đâu cần mang tiền mặt theo. Nguyệt Mai đang đi trên đoạn đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa nha cả nhà. Đây là đoạn đường trung tâm của thành phố Bà Rịa luôn á.
nãy giờ là Nguyệt Mai ngồi đó khoảng có 3 tiếng đồng hồ cả nhà. Giờ này 4 giờ rưỡi ha, 2 tiếng rưỡi đồng hồ ngồi đó. Cũng may là trong thời gian đó thì ngồi đó may tranh thủ chỉnh sửa video, cho nên là thấy thời gian nó cũng đỡ nhàm chán hơn đó cả nhà. Bây giờ đi ăn bánh hỏi Long Điền. Bánh hỏi Long Điền là nổi tiếng ở Long Điền luôn cả nhà, cũng rất là ngon luôn. Nguyệt Mai chưa có dịp nào review cho cả nhà xem hết, thì sẵn đây thì Nguyệt Mai mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi ăn bánh hỏi Long Điền với Nguyệt Mai xem cái nó như thế nào nha. Mai đang đi thì thấy đá bà múa lân khai trường, có một ít chuẩn bị vào mùa mưa cho nên khí hậu nó mát mẻ, cảm thấy nó dịu dịu nhẹ. Đây là vùng bên gần trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu này cả nhà. Đây, phía bên kia là trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu này. Bao lâu mình mới đi bảo dưỡng xe nữa anh? Mình 3 tháng. 3 tháng hả? Cứ 3 tháng tốn vài triệu chứ. Ủa gì đây là thuộc địa phận Long Điền đó ha anh? Hay là Bà Rịa? Qua rồi bọn nó. Không biết nữa. Chỗ này có gì trường mầm non song ngữ lớn quá ha, trường mầm non song ngữ. Cái này thuộc Long Điền ha anh? Để coi cái biển hiệu là biết ngay. À, Long Điền rồi, cái này là thuộc Long Điền rồi, qua khỏi trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa xíu rồi vô đây là thuộc địa phận Long Điền, nên bánh hỏi Long Điền đây nè. đây đây bánh hỏi Hiếu đó, thì mình phải quay lại nha cả nhà ơi. Cả nhà ơi, Việt Mai đang có mặt tại quán bánh hỏi Hiếu ở Long Điền nè cả nhà.
nằm trên đường Võ Thị Sáu nha, để Nguyệt Mai vào. Trong quán nhìn ra thì xe ở ngoài đường đang chạy nồng nực đó cả nhà. Quán đây thì buổi chiều thì cũng có hai khách thôi, với gia đình Nguyệt Mai thôi, cũng chưa có ai hết. Bây giờ này người ta chưa có đi ăn đâu cả nhà. Ở đây cái chị kia đang ngồi đợi lấy về mua về. Anh xã Nguyệt Mai đã đậu xe lên trên sân nhà của anh chủ quán rồi. Thì lúc này thì Nguyệt Mai đang đợi anh chủ quán đem chuẩn bị đồ ăn cho mình, chiên chả giò hò rồi đem bánh ra nha cả nhà. Nhà ơi, cuối cùng thì nhà Nguyệt Mai cũng đã được đem đồ ăn ra nè cả nhà. Thì đây là phần ăn của hai người nha, gồm có hai dĩa bánh hỏi như thế này, hai dĩa bánh hỏi, đây là một dĩa thịt nướng, đây là dĩa chả giò nha cả nhà, đây là rau sống và đây là nước chấm nha cả nhà, đây bánh tráng nữa. Đó, hai phần rất là ngon luôn nha cả nhà. Nguyệt Mai mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng bánh hỏi với Nguyệt Mai nha, để anh xã Nguyệt Mai muốn nước mắm. Hấp dẫn quá cả nhà, đang đói bụng nữa đó cả nhà, Mai nhìn thấy hấp dẫn quá luôn á. À, ăn cái gì chứ ta, em nước mắm, chén nước mắm. Nguyệt Mai thấy rất thích ăn cái chả giò này cả nhà. Chả giò làm rất là ngon. À, có nguyên con tôm trong đây luôn cả nhà. Chả giò này là có khoai nè, tôm, thịt, nguyên con tôm luôn. Nguyên con tôm trong đây luôn cả nhà. Nhìn rất là ngon. Nó không cay lắm, tỏi ngâm, tỏi chua.
mắm hơi chua. Nước mắm này là nó hơi chua là do cái đầu chua. Cái đầu chua này nè, nhà làm này một làm nó hơi chua. Cái đầu chua này hơi chua. Bỏ vô nước mắm. Bởi cái món. Thì mùa mai với anh xã mùa mai cũng đã dùng xong rồi nè cả nhà. Thì nãy tính tiền là hai phần hết là 245.000, từ mùa mai mua thêm một phần nữa về cho tí cả nhà, một phần bánh hỏi không á, còn hai phần như hồi nãy gia đình mùa mai ăn, Nguyệt mai với anh xã mùa mai ăn là 230.000 nha cả nhà. Cả nhà ơi, thì Miệt Mai với anh xã Miệt Mai cũng vừa mới ăn xong bánh hỏi Long Điền rồi. Thì bây giờ Miệt Mai đi về nhà nha cả nhà. Video cũng khá dài rồi, Miệt Mai xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của Miệt Mai. Xin hãy cho Miệt Mai một like, một đăng ký kênh nha cả nhà. Thì Miệt Mai làm video cũng đã hơn một năm rồi cả nhà ơi. Thì Miệt Mai cũng sẽ cố gắng tranh thủ để ra video để gửi đến cô chú anh chị và các bạn xem thư giãn nha. Thì những cái lượt like và những cái lượt đăng ký kênh của cô chú anh chị và các bạn sẽ là động lực để giúp cho Nguyệt Mai có thêm nhiều cái động lực để mà ra video nữa. Cho nên là cả nhà hãy đăng ký kênh ủng hộ Nguyệt Mai nha. Nguyệt Mai xin cảm ơn cả nhà rất rất nhiều nha. Xin chào, hẹn gặp lại video sau.